Anh mơ được em thích hoa hồng và mùa đông, được anh ôm phía sau lưng. Em nói ra đành qua bao nơi em cảm thấy rất nhẹ nhàng. Vậy giờ ai là người cho em yên bình? Em muốn xa anh khi yêu thương đang gìn giữ vẫn mang lành, xóa những hy vọng một tình yêu và hai trái tim sang qua hết bao hồng. Đi bên em anh thật không thể làm được, người mình thương giờ chẳng nhớ thương quen thuộc. Vậy giờ ai là người cho em yên